Trang web Sở Di trú tích hợp thêm công cụ tính phí trực tuyến. Công cụ mới với chức năng tính phí trực tuyến đã được thêm vào trang web của Sở Di trú USCIS nhằm giúp các đối tượng có nhu cầu về phúc lợi di trú tính toán chính xác số tiền cần nộp cho việc xét duyệt hồ sơ. Công cụ này cũng nhằm giúp hạn chế số lượng hồ sơ bị Sở Di trú từ chối với lý do chưa thanh toán lệ phí chính phủ. Phí được tính dựa trên loại đơn quý vị nộp. Công cụ mới trực tuyến này tính toán chi phí dựa trên những mẫu đơn quý vị sẽ nộp. Với một số mẫu đơn nhất định, công cụ này sẽ yêu cầu quý vị xác nhận thêm một số thông tin cơ bản để tính chính xác số tiền quý vị phải nộp. Công cụ tính online này có thể áp dụng cho hầu hết các mẫu đơn, nhưng không phải tất cả. Hiện tại nó dùng được cho hầu hết các mẫu đơn, bao gồm đơn bảo lãnh thân nhân nước ngoài I-130, đơn bảo lãnh định cư cho người nước ngoài theo diện lao động I-140, Đơn xin gia hạn chuyển đổi tình trạng đơn ai 539. Tuy nhiên, có mẫu đơn ai 129 bảo lãnh người nước ngoài theo diện lao động không định cư nằm trong số những mẫu đơn không được hỗ trợ bởi công cụ tính phí trực tuyến này. Kết luận, Sở di trú đang từng bước cách tân hệ thống để hội nhập với kỹ nguyên công nghệ, nên một điều mà chúng ta có thể hy vọng là chiều hướng này sẽ tiếp tục phát triển. Để được tư vấn miễn phí